chính đó chính là Đạt và Ái. Đạt là một chàng trai rất mạnh mẽ, yêu sự tự do và thích phiêu lưu. Còn Ái là một cô gái về mộng, thích dành nhiều thời gian cho công việc của mình. Và cô rất tận tụy với những điều mà cô trân quý. Cả hai đã gặp nhau bởi một định mệnh tại sân khấu kịch Minh Nhí. Và chính cơ hội đó đã giúp cho cả hai có thể chia sẻ cho nhau những tâm tư và phát triển sự nghiệp của mình. Vợ của Đạt, em gửi nhóc về cho bên anh chị Xui là em rất là an tâm. Rồi mà em cũng nhờ anh chị Xui dạy dỗ cho Giang Ái. Nhiều khi nó còn sơ sót này kia, nó còn khờ dại. Expectation, empty pages we can fill. Buổi vui ngày hôm nay em tập thể xin chúc cô dâu chú rể thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Xin hết. Trong suốt hành trình đó thì Đạt và Ái cũng nhận ra giữa cả hai có rất là nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên thì cũng có những điểm chung, và đặc biệt hơn hết là cả hai cùng cổ vũ cho nhau để có thêm nhiều động lực và chinh phục những hoài bão trong cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay, tất cả chúng ta đã có mặt tại đây để cùng có thể chúc mừng cho một mốc son rất đẹp trong hành trình tình yêu của Tấn Đạt và Nhân Ái. Đó chính là một hành trình hôn nhân. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, nghi lễ tân hôn của chú rể Tấn Đạt và cô dâu Nhân Ái xin được phép bắt đầu. Là lúc đầu lúc mà nghe cái chiếu cái chuyện là 5 năm hành trình của anh chị thì tự nhiên lúc đó đầy vui cho anh chị không biết, nhưng mà cũng là support ruột của chị Ái The Body Shop, nên là chúc cho chị Ái luôn hạnh phúc.
Chưa sẵn sàng hả?